Thiện Nhân lên tiếng trước thông tin gia đình cầu cứu vì mất liên lạc, lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng. Trước thông tin gia đình cầu cứu trên mạng xã hội Thiện Nhân mất tích, nữ ca sĩ mới đây đã tiết lộ mối quan hệ với gia đình ở thời điểm hiện tại khiến khán giả bất ngờ. Học trò của Cẩm Ly phủ nhận, tin đồn mất tích bỏ nhà đi là sai sự thật. Tối qua 15 tháng 7, trên trang fanpage ca sĩ Thiện Nhân, gia đình giọng ca gốc Bình Định gây hoang mang với dòng trạng thái thông báo mất liên lạc với cô. Theo chia sẻ, fanpage của học trò Cẩm Ly ngưng hoạt động vì một người dùng tài khoản NT liên lạc và có rủ Thiện Nhân đi uống nước. Thời điểm đó, vì nghĩ người này là một khán giả yêu thích giọng hát của Thiện Nhân nên gia đình đã không cảnh giác. Trước sự thay đổi lạ của Thiện Nhân, gia đình khá hoang mang và có khuyên nhủ, nhưng quán quân giọng hát Việt nhí mùa thứ hai không nghe. Theo cập nhật từ người thân, nữ ca sĩ bắt đầu dọn ra ngoài từ ngày 11 tháng 1 năm 2022, song không cho họ biết địa chỉ hiện tại. Thời gian đầu với sự yêu cầu của cô NT, gia đình chỉ có thể một tuần liên lạc với cháu được một lần và phải thông qua người này. Nhưng gần đây, gia đình mất liên lạc với Nhân và không biết cháu đang ở đâu, cuộc sống thế nào. Hiện tại cháu Nhân có sao không? Vì gia đình không thể nào liên lạc được với cháu. Gia đình đang rất lo cho Nhân, người thân chia sẻ. Đồng thời, phía gia đình cũng nhờ đến sự hỗ trợ của cộng đồng mạng. Nếu gặp Thiện Nhân thì báo tin để mọi người được hay. Tương lai của Nhân đang mở rộng, em đang học nhạc viện rồi đi hát. Bây giờ mọi thứ đã chấm dứt. Từ khi ra ngoài, trang cá nhân của Nhân đăng tải những bài bán hàng online rồi làm kinh doanh bỏ học. Tôi cam đoan những bài đăng đó không phải em gái viết, anh cho hay. Để làm rõ thông tin trên, Thiện Nhân đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Theo đó, giọng ca gốc Bình Định phủ nhận những chia sẻ từ đại diện của gia đình, anh trai kiêm quản lý cũ. Việc anh tôi đăng lên fanpage hoàn toàn sai sự thật. Bạn tôi không dắt, đưa đi hay làm gì cả. Tôi và bạn tôi đã quyết định đến với nhau. Trong ngày hôm sau là đặt vé máy bay đi về để xin phép ba mẹ tôi cho chúng tôi quen nhau, cưới nhau rồi. Chứ không phải là không xin phép. Không có việc bạn tôi dẫn tôi bỏ trốn hay là không cho liên lạc với gia đình. Tôi vẫn liên lạc với gia đình và chỉ có thời điểm khoảng một tuần hơn trở lại đây, tôi không liên lạc vì ông Tư và bà Năm, hai anh chị của tôi giữ fanpage của tôi, không cho tôi lấy lại. Tôi đã bị đá ra khỏi fanpage đó hơn một năm nay rồi. Họ nói đó là fanpage của anh, chị em và của mọi người, chứ không phải là của tôi, nên tôi không có quyền lấy lại. Nên tôi mới nói với mẹ là nếu như bây giờ mẹ không nói anh chị trả lại fanpage, tới ngày 5 tháng 7 này, tôi sẽ không liên lạc với mọi người. Chứ không phải tôi tự nhiên không liên lạc với mọi người. Đó là hoàn toàn sai sự thật. Nói về việc ra ngoài kinh doanh và những bài đăng trên Facebook thời gian gần đây, Thiện Nhân cho hay, việc tôi đi ra ngoài để kinh doanh đó là chuyện bình thường, ai cũng phải có cái nghề khác, chứ đâu phải cứ chăm chăm vào một nghề được. Có thấy ai mà kinh doanh mà không đăng bài lên để bán, quảng cáo thương hiệu của mình đâu. Trước nghi vấn Thiện Nhân lên chức giám đốc là giả mạo và bị công ty lừa, nữ ca sĩ tuyên bố chắc nịch, đây là công ty của Thiện Nhân đã có giấy ủy quyền cấp phép, giấy phép kinh doanh. Thiện Nhân nói thêm cô không nghĩ gia đình lại đăng bài nói về mình như vậy, hiện tại bản thân nữ ca sĩ ra riêng và có công việc kinh doanh. Tôi chưa muốn nói về việc gia đình tôi đối xử với tôi như thế nào đâu, nhưng gia đình đã đối xử tệ với tôi. Thiện Nhân nói, hiện sự việc liên quan đến giọng ca trẻ này đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi sôi nổi. Trước khi xảy ra ồn ào, Thiện Nhân từng chia sẻ không ai định hướng hay giúp đỡ trong con đường kinh doanh, mà đó là ước mơ ấp ủ của cô. Nữ ca sĩ sinh năm 2002 đã lên chức giám đốc khi mới 20 tuổi. Tôi đã bắt đầu kinh doanh từ lâu, nhưng mới công bố gần đây. Không ai định hướng cho tôi, kinh doanh là ước mơ đã được tôi ấp ủ bấy lâu, bây giờ mới được thực hiện. Nói về những thay đổi ở tuổi 20 và mối quan hệ với gia đình, giọng ca gốc Bình Định cho hay, tôi thay đổi rất nhiều ở tuổi 20, tôi đã tách khỏi gia đình và có cuộc sống tự lập và đã tìm được một quản lý mới đồng hành cùng tôi ở chặng đường mới. Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định, là quán quân The Voice Kids mùa thứ 2 2014. Sau khi đăng quang, cô chuyển vào Sài Gòn để học tập và theo đuổi đam mê. Đến nay, nữ ca sĩ đã sở hữu một số MV hàng triệu lượt xem như Vùng Lá Me Bay, Duyên Phận, Chuyện Đêm Mưa hay những bài nhạc Phật đầy cảm xúc như Em Về Bên Phật, Em Không Cô Đơn. Thời gian tới, Thiện Nhân sẽ tập trung kinh doanh và tạm ngưng hoạt động nghệ thuật 2-3 năm.